Cũng trong ngày 21 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức tập huấn trực tuyến, tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh và viên chức các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Buổi tập huấn đã cung cấp những kiến thức cơ bản về những vấn đề tâm lý thường gặp ở học sinh, những kỹ năng nhận diện sự căng thẳng, những khó khăn tâm lý của học sinh trong dịch bệnh và khi quay lại trường học, hướng dẫn các kỹ năng tư vấn hỗ trợ cho học sinh khi gặp phải những khó khăn về tâm lý, kỹ thuật thực hiện bài tập thư giãn, bài tập giảm căng thẳng cho học sinh trong và sau bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên ở các trường trung học cơ sở, trường tiểu học trên địa bàn thành phố về tầm quan trọng về vai trò của tư vấn hỗ trợ tâm lý cho học sinh học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.